Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh của The Farm TV. Thì mình là Tuấn Vũ đây. Thì hôm nay mình đang ở trên người đây, mình vừa mới mượn được một bộ đồ quần áo để mà đi khai thác nhựa, nhựa thông ấy. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn để lên để xem một quá trình mà người dân ở đây người ta khai thác nhựa thông như thế nào nhá. Thì chúng ta cùng đi thôi. Đấy, ở đây có hai xô kia, hai xô kia thì để mà người ta cho nhựa vào các bạn nhé. Đây mọi người có thể thấy là tôi đang rất là mệt vì lâu lắm rồi mới leo núi như thế này. Đây bố tôi không biết đâu rồi, lạc mất rồi. Đó, ở đây thì là cái bát nhựa thông đây các bác. Thì như cây này thì hàng ngày, thì như hôm trước mình nói, hàng ngày thì ở đây người ta sẽ cứa ở đây một ngày một lần. Thì nhựa thông nó không như mủ cao su, thì nó sẽ chảy rất là từ từ chứ không chảy nhanh. Thì tầm khoảng 8 ngày thì mới được đầy bát này, mà cũng tùy cây thôi. Như cây này thì tầm khoảng 8 ngày thì mới được có chừng này thôi.
Đấy, nghĩa là cái lượng mủ của nó cũng không nhiều lắm. Ở đây thì nhựa thông thì là cái công việc để làm cũng gần như là chính thức của gia đình mình. Thì đây là vườn của gia đình mình luôn. Đó, nhựa thông thì cũng không phải là đắt lắm đâu các bác ạ. Để làm được một ra một ký này thì cũng rất là vất vả, đi lên đây rất là xa. Với đi lên đây thì rất là xa, mà với là đường đồi núi rất là dốc, đi rất là mệt. Đó, mới biết là bố mẹ mình vất vả như thế nào, đúng không bác? Đó, thì đây là rừng nhà tôi. Đây là một cái cây tràm đã chết vì đợt trước cháy bác nhá. Đây. Cao thế cơ mà. Đây các bác nhá, đây là cái nhựa thông mà lấy nãy giờ này, đó, không hề đơn giản nhé, thì phải mang cái này về nữa, đó.